Nhau rồi. Con kia béo hơn. Con này gầy hơn tí nhưng mà phải nói là hàng uy lực. Ây da, con này dáng rất người mẫu. Đấy. Ghê không? Con này ứng cử viên trong vô địch đúng không? Ây da. Hơn 70 triệu á. Hơn 70 triệu. À. Dáng thì rất thể thao. Chân thì đi đúng hai hàng mà ngồi. Đây dán Akido rồi mà vẫn đi xem này, đang sốt rồi vẫn còn đi xem nữa. Bây giờ em ra đây xem lâu chưa? Đây à, từ mấy giờ đi? 5 giờ. À, nhà cách đây bao xa? Hả? Mấy bao cây? Đúng thì hội. Người ta thắng. Thắng nhá. Người đi đông như ngút. Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì buổi sáng sớm, rất là sớm, Thắng đi từ 3 giờ để lên đến Cao Bằng Bảo Lâm. Và ở đây đặc biệt nữa là họ cũng còn sớm hơn cả Thắng. Thắng đến thì đúng là một lễ hội, phải nói rằng là đi từ xuyên đêm. Các bác nhìn thấy trước mặt Thắng ngay đây là cái sân khấu của một cái lễ hội gọi là lễ hội trọi bò. Thì các bác thấy ở hai bên cánh gà người đã ngồi đông hết rồi, mặc dù là trời còn chưa sáng. Và các đấu sĩ bò được các chủ bò đã dắt bò đến đây. Mặc dù trời hơi tối, có thể là máy móc của Tất Thắng chưa lia được hết cho các bác xem, nhưng mà các bác đã thấy một cái khung cảnh buổi sáng nó rất là nhộn nhịp ở đây. Đó. Thắng sẽ di chuyển sang hết cái bên này để cho các bác xem được khu vực sân đấu của bò nhé. Đó. Mà họ ra đây quá là sớm, kể cả bà con nhân dân cũng đi sớm để xem cái lễ hội trọi bò này. Thì đa phần thì các bác thấy khoảng cách đây khoảng vài năm trước thì các bác có thấy nhiều các lễ hội trọi bò, trọi trâu, rồi là do ảnh hưởng của dịch Covid một thời gian thì cái việc mà trọi bò, trọi trâu này nó bị gián đoạn. Và cũng có một số nơi mà nó cũng xảy ra những cái nói chung là nguy hiểm đó. Đó thì là bị gián đoạn thì bây giờ chắc là sau nhiều năm thì lễ hội trọi bò này lại thấy quay trở lại. Đó. Đây là một con bò ngay trước mắt Tất Thắng này, là con bò đen. Đó, bên kia thì bò vàng. Và dưới kia thì Thắng sẽ đi xuống dưới nhá. Đó. Ấy. Bò này bò số 9A. To, sừng dài, đen, sừng thẳng về phía trước luôn. Rất là dữ dằn. Sụp luôn. Còn bên này là sân khấu đây. Đấy. Đấy. Không biết là các bác có nhìn rõ không, nhưng mà đây là khu vực cánh gà này. Đó, người dân và rất nhiều những cái khán giả đã ngồi chờ đợi hết ở đây rồi. Đấy, họ đi cực sớm luôn. Đó, buổi sáng sớm mà các bác thấy cái độ chờ đợi là nhiệt tình và để xem cái lễ hội này rất là, và các bác thấy đã đông chưa? Đó. Khắp bên kia nữa, khu vực sân khấu. Lễ hội này bao lâu rồi mới làm lại nhỉ anh nhỉ? Bò ấy. Bạn nghỉ bao lâu rồi bây giờ mới trọi lại? Nó trọi hết rồi, hôm qua nó trọi hết rồi. Hôm qua trọi rồi à? Nhưng mà mấy năm rồi mới tổ chức lại? Không biết nó à? Hả? Không biết nó à? Không biết nói à?
có biết nó làm mấy năm rồi, mấy năm rồi mới tổ chức lại? Đúng 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi à? Dừng Covid đúng không? Năm nay là nó không có Covid rồi. Năm nay không có Covid thì tổ chức à? Và năm ngoái năm kia là không tổ chức đúng không? Dừng do ảnh hưởng của dịch Covid đúng không? Đây đi đâu, nhà bác cách đây sao? Hả? Cái nhà anh cách đây xa không? Xa chứ. Bao cây? Hơn 50 cây. Hơn 50 cây. Anh đến đây từ lúc mấy giờ rồi? Em từ hôm qua rồi. Đi từ hôm qua? Hôm qua. Ok. Các bác thấy là bò bò là tất cả là bò là đang được chở từ những cái xe kia đấy đúng không? Đúng vậy. Nhà bác này nhà qua đâu? Nhà cháu ở Hà Giang. Hà Giang à? Vâng. Trời bắt đầu sáng dần, các bác thấy rằng là người cũng đang đổ về dần dần đông đông thêm rất nhiều ở khu vực dưới sân đó. Họ bắt đầu bám vào những cái lan can hàng rào để đón xem những cái trận đấu bò hay nhất đó. Và đằng sau lưng thắng thì cũng rất là đông thêm rất nhiều người rồi đó. Buổi sáng sớm mà phải nói rằng là rất nhiều người ngóng chờ cho cái lễ hội này, một lễ hội mà bò, những cái con bò già, bò to, bò đẹp nhất của cái khu vực Bảo Lâm này, đồng bào đã nuôi tuyển chọn để có ngày hôm nay mang ra thi đấu, nên là họ rất là ngóng chờ. Trời tiếp tục lại sáng dần, bà con đến một ngày một đông hơn. Những chú bò được tập kết về. Đấy. Bây giờ thì Thắng sẽ di chuyển xuống dưới để cho các bác xem được là những chú bò ở đây nó như thế nào nhé. Mới quan sát từ xa thôi. Và khu vực hai bên cánh gà khán đài A này đã chật kín rồi. Đây là con bò số 6A. Ui dồi ôi, đôi sừng khủng khiếp. Ai già? Con này của mình mấy tuổi anh? Không biết mấy tuổi. Không biết mấy tuổi à? Nó chắc cũng phải bò trọi, nó cũng phải từ 6 năm, 7 năm trở lên nhỉ? 6, 7 năm trở lên. Sừng kia là nó tự nhọn thế hay là nó mình phải vót đấy? Nó vẫn nhọn như thế nhưng mà vẫn phải sửa một tí. Vẫn phải sửa. Con này hôm qua mình đánh mấy trận rồi? Con này chưa cho đánh nào. Chưa đánh trận nào. Hôm nay là vào đánh thẳng chung kết luôn đấy đúng không? Lũ mà mọi trẻ quả. Trước khi đánh thì mình có phải cho ăn uống gì không? Vẫn ăn cỏ thôi. Vẫn ăn cỏ thôi. Bò là nó ăn cỏ thôi mà nhỉ? Cỏ, và sừng con này lao thẳng về phía trước nhỉ? Dài, sừng to. Đấy. Bò này là tuyệt đối không được cày đâu nhỉ? Không cày đâu. Chỉ có nuôi để tập, mình có cho tập luyện những thứ gì không? Nuôi để đánh thôi. Vẫn nuôi chỉ để cho đánh. Vâng. Hàng ngày vẫn lâu lâu vẫn cho du đấu chứ? Vẫn cho mà. Vẫn cho tập với nhau à? Vâng. Loại này là khi nó đánh rồi mà nó thua cái là sau là đánh nó lại thua à? Nó như gà không hay là sau nó vẫn đánh được thoải mái? Vẫn đánh được mà. Nó đánh thua con này nhưng có thể con khác nó vẫn thắng. Vâng. Tùy thuộc vào sức khỏe. Vâng. Con này đã là con to nhất của giải chứ nhỉ? Chưa đâu, con bên kia nhỉ? Con bên xa xa kia sao con nhỉ? Con to nhất. Vâng. Là khoảng mấy tạ, nó khoảng mấy tạ con to? 5 tạ rưỡi. 5 tạ rưỡi? Vâng. Con này của anh mấy tạ? Con này chỉ có 4 tạ 7 thôi. 4 tạ 7. Chú bò này có cân nặng là 4 tạ 7. Số 6A. Đấy. Xem bên chú bò bên này nữa. Đấy. Chú bò này thì có đôi sừng lại chẽ ra hai bên. Đấy, cũng rất nhọn. Anh Thắng. Xin chào. Vâng. Khổ lắm đấy. Thế à? Vâng, chào chú. Con này của mình mấy tạ? Con này 4
4 tạ 2 à? À. Cổ kiếc vai ghê nhờ. Sừng cũng vót nhọn hoắt. Đấy, sừng con này, chú bò này thì bé hơn. Tai thì có vẻ rách nhiều, cũng trọi nhiều đúng không? Vâng. À. Con này sừng xấu anh. Sừng xấu à? À, nhưng mà tai này là có chiến trường rồi đây. Đấy. Có chiến trường rồi thì là chắc là có nhiều chiến thắng rồi đấy. Tai hai bên, tai nào cũng bị rách nhiều. Đấy. Vai to. Đấy. Chân trước thì chắc chắn là rất khỏe và đẩy sẽ tốt. Con này của mình nuôi từ bé lên à? À? Mua về thôi. Mua về trước, mua về bao tiền? Mua gần 50. Gần 50 triệu. À. À, chú bò này mua về là gần 50 triệu, mua được mấy năm rồi? Mua trước Tết thôi. À. Cái lễ hội này là nó tạm dừng mất mấy năm nhỉ? Mà năm nay mới tổ chức lại nhỉ? Tạm dừng năm được 2 năm. Được 2 năm à? Covid à, do Covid nên là mới phải dừng lại. Cái lễ hội này là từ ngày Thắng có lên đến Mèo Vạc thì đã thấy biết rằng bên Bảo Lâm này đã có lễ hội rồi. Có nghĩa là lễ hội này chọi bò này rất là lâu năm rồi, đúng không? À, mình tham gia được mấy lễ hội rồi? Thì lễ hội nào cũng tham gia mà. À, lễ hội nào cũng tham gia. Nhà mình cách đây sao? Cách đây 8 cây thôi. 8 cây, thế là cho ô tô ra chở ra. À, bò. Con này nhìn độ tuổi chắc cũng phải 5-7 năm trở lên nha. Con này 8-9 năm. 8-9 năm rồi. 8-9 tuổi. 8-9 tuổi rồi. Đấy. Chú bò sừng bệ rất là khủng. 18B. Bò này thì nó trọi không lâu như trâu nhá các bạn nhá. Nó kéo dài chỉ khoảng tầm độ 5 đến 10 phút thôi là nó sẽ kết thúc. Đó. Còn lâu lâu thì sẽ gặp đôi nó trọi lâu và xuất sắc hơn. Thì nó rơi vào khoảng 20 phút đến 30 phút vào cùng. Còn trâu thì có thể trọi lên hàng tiếng đồng hồ. Bò trọi thì rất là nhanh. Gần như là nó cũng gần như xem tướng nhau và bắt được vía nhau nữa. À, nhìn thấy có con là vào cái là đã sợ rồi. Không trọi. Đấy, toàn cảnh sân khấu và khu vực khán đài và khu vực dưới sân vận động thì các bác đã thấy là rất là đông rồi. Đây một chú bò đen nữa, thân hình thon hơn những con bò khác. Đấy. Và cao. Đấy. Rồi. Đeo vòng chuông. Con này của mình mấy tạ anh? 4 tạ 7. À, chú bò này nặng 4 tạ 7 nhá. Số 1A luôn. Sừng cũng dài và to. Sừng chắc khỏe đấy. Chú bò này dữ. Cực dữ. Chú bò này bò vàng. Đấy, 9B cũng phải bọc sừng. Đấy. Sừng có vẻ hay yếu sao. Đó. Chú bò này có vẻ già rồi. Con này của mình mấy năm rồi anh? Bò này mua về không biết mấy năm rồi. À. Bác tăng mình mua về cái này bao tiền? Bao nhiêu? 50 triệu. À. Sừng dài này chắc là già nhỉ? Chục năm đấy nhỉ? Chục năm rồi. Đấy. Chú bò này chục năm rồi đấy các bạn. Đấy. Con này của mình mấy tạ? Con này 3 tạ 6 rồi. 3 tạ 6 rồi. À. Nhỏ thôi nhưng mà chắc là có võ. Sừng dài. Có vẻ rất là nguy hiểm nha các bạn nhé. Sừng nhọn dài. Con nào nhìn chắc chắn nữa. Con nào? Con này giải nhất đấy. Con này năm ngoái giải nhất à? À tôi đoán thôi, các ông đoán thôi gì. Ờ. À, đây. Ui dồi. Con này chắc phải 5 tạ rồi. Con này mấy tạ anh? 4 tạ 2 á? À thân mỏng thôi đúng không? Cao thôi đúng không? À 4 tạ 6.
Ây da, con này dáng rất người mẫu đấy, ghê không? Con này ứng cử viên trong vô địch đúng không? Ây da, con này của mình mua về lâu chưa? Mua về tháng năm á? Về được mấy tháng rồi. Mấy tháng à? Mua bao tiền con này? Con này mua hơn 60. 80 á? Hơn 60. Hơn 60 triệu. À, chú bò này có giá trị là hơn 60 triệu. Từ đầu đến giờ là Thắng đi hỏi. À, con này biết đá đấy. Ồ, đừng có đứng đằng sau đúng không? Đằng sau có mắt hết. À, con này biết đá à? Đặng này vỡ alo chứ nhỉ? Được đấy. Tập mấy trận rồi anh? Đánh nhiều chứ, cổ cái thứ xước này đúng không? Con này là... Đánh trận nào thắng trận đấy à? Đánh nhiều quá rồi, không biết đến mấy trận rồi. À, đánh nhiều quá không biết đến mấy trận rồi. Con này cũng chắc cũng phải 8-9 tuổi rồi đấy. Tầm đến. Dạ. Nếu đi học thì chắc cũng lớp 3, lớp 4 rồi đấy. Rồi sang bên tiếp, chú bò bên này. Rồi, dắt đầu rồi. Rất người mẫu, dáng rất là uy lực. Đấy. Xì xì đang gầm. Đấy. Wow, ai già. Ui dù, con này u cao như lạc đà ấy nhở. Nhìn như lạc đà thật. Con này lai lạc đà rồi. Con này sừng trong veo, nhọn đấy, đầu trắng đấy, đang đi dương ngoài diễu võ. Con này số 5A đấy. À. Con này của mình bao cân đấy anh? Con này 46 cân thôi. À, 4 tạ 6. À, con này mua về bao tiền? Mua về hơn 70 triệu á. Hơn 70 triệu. À, thế là chú bò này còn đắt hơn chú bò đen này. Mua tận đâu về anh? Mua hộ mua ở bên Lào về đấy. À, mình mua ở đây thôi. À, bò này xuất xứ từ Lào về à? À, con này là có xuất xứ từ Lào về tận Bảo Lâm Cao Hằng. Ấy dạ, thằng nào nhìn nó khác bọt hẳn. Đấy, đồng bào người Mông có một thú chơi chơi bò đấy, bò trọi, chơi bò trọi đấy, rất là xa xỉ. Con này hơn 70 triệu bắt từ Lào về đấy, và những con bò to. Con này mình đã trọi nhiều lần chưa? Nhiều lần rồi à? Đã thua trận nào chưa? Thua nhiều ấy. Cũng thua nhiều rồi. Thua nhiều, cũng thua nhiều. Mà thắng cũng nhiều. À. Con này có vẻ hăng nhỉ? Vừa vào đến thì nó như thế thôi. Thế à? Vừa vào đến nó thế thôi à? Vâng. Tí vào sân lại bùn rùn chân tay à? Không biết được. Kiểu chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang ấy. Đúng rồi. Được cái u nhiều. Đấy, u to. Nhiều thịt. Dáng thì rất thể thao. Chân thì đi đúng hai hàng. Ây da, ây da. Con này hăng đấy. Bới đất, bới nước liên tục luôn. Đấy, bắt đầu bò nhìn thấy nhau, bắt đầu cào đất liên tục nhỉ. Ây da. Đấy, làm nghề nhau rồi. Con kia béo hơn. Con này gầy hơn tí nhưng mà phải nói là hàng uy lực. Ui dồi ôi. Đôi này được đấy, đôi này một đôi. Con kia cũng từ Lào về à? Con kia là bò ở đây thôi. Bò đây à? À, bò Việt Nam mình đấy. Bò Việt Nam mình đấy. À.
con này bo mất tỷ đó. À, con này chân chân thấp khỏe. Rồi, con này mấy tạ anh? À, 5 tạ 3. À, con này 5 tạ 3. Con này thịt cũng nhiều. Con này thịt ngon đấy. Sừng trắng. Con này thì các bác nhìn thấy là cái khối lượng thịt của nó đến 5 tạ 3. Chân to đấy. Như chân trâu ấy. U cũng to như lạc đà ấy. Đấy. Con này kết hợp cả khuỷu. Ngực to như đàn bà nữa. Ui giời. Mông mẩy, à, các bác nhìn thấy là tròn vo. Đấy. Rồi. Dáng rất thể thao. Hai con này chạm lần nhau lần nào chưa anh? Dạ. Trước thả gặp một lần rồi à? Gặp một lần thạch lơm đây là. À. Con nào thua? Con kia thua à? À vẫn nhớ mặt đấy. À nào con kia không thấy xì xì mấy nhỉ? Trước nó còn gầy, bây giờ thì chắc là con này không lại đâu. À lúc đấy là con kia là chưa tăng cân à? À. Con kia bây giờ nó ăn nhiều đạm hơn rồi. Con này không ăn đạm đâu. Thế à? Con ăn đạm thì nó là bò thịt, bò này bò trọi nó khác. À. Con này ăn đạm thì không cùng nhau đâu. Loại này là ăn ngô thôi à? Không, chăn cỏ voi thôi. Vẫn phải cho ngô, cám ngô thôi chứ. Có chứ. Ờ. Để cho mỗi buổi sáng cho nó một bữa. Mỗi buổi sáng cho một bữa ngô. À. 1-2 cân. Tua mà chút rồi. Cái các bác thấy là chủ yếu là bò vàng và bò đen nhé. Có hai dòng bò. Các bác biết bên Mèo Vạc cũng có cái giống bò vàng là một trong những cái loại đặc sản trên cao nguyên đá Đồng Văn, giống bò vàng, giống bò địa phương. Đó. Đây này. Đấy, giống này này. Đó. Chất lượng thịt mà ấy rất là ngon. Đó. Ngoài ra thì bên Mèo Vạc có cả cái hội thi bò khỏe, bò đẹp. Đó. Những cái cặp bò đẹp ấy, họ mang ra họ trình diễn. Đó. Chọi bò này thì ở bên Mèo Vạc là chỉ chọn 1 năm thôi và sau đó đã dừng mà họ không tổ chức nữa. Đây là khu vực khán đài và sân khấu thì các bác đã thấy số lượng người tập trung về đồng dữ lên đến khoảng tháng trước mặt tháng đây khoảng 5.000 người rồi. Một số người không có chỗ ngồi trèo cả lên cây để ngồi rồi kìa. Trèo cả hết lên đấy để ngồi kìa. Chú bò đen đấy. Chú này cũng dáng cũng thể thao đấy, nhưng mà người hơi mỏng tí, thân hình mỏng đấy. Thắng cũng không có kinh nghiệm để bò lắm. Các bác nào xem video thì biết là con nào có thể tướng giữ khỏe đấy. Rất là hăng. Đấy. Húc cả đất đấy. Hằng nhờ. Đấy, xe đang chở bò xuống ấy, các bác thấy không? Rất nhộn nhịp. Bò hôm nay ngày hôm nay phải chọi hết sao ấy nhờ. Giờ các bác nhìn thấy cả khu vực đang trên xe kìa. Đấy. Trên xe kia họ vẫn còn chưa cho xuống kìa. Đấy. Chú này vừa xuống xe. Sừng to sừng nhỏ. Ây da. Ây da, con này bự nhờ. Con này cũng phải 5 tạ. Đấy.
Sừng to nhỉ? Rồi. Con này như ở sừng Lai, sừng Châu á. Được ấy, sừng được ấy nhờ. Sừng to. Ờ. Con này mấy tạ anh? 581 à? Ôi giả. Ôi, xe cộ đang nhộn nhịp, vẫn đang chở đến này các bác này. Ấy. Bỏ đến. Đây chú này, đây có một chú nữa. Đấy. Bên kia con trên xe xanh kia mới là to kìa. Ấy. Con này số 15. Đéo có tạ cái đâu. Ấy giả, béo mập khỏe. Sùng sục lên. Đang cho vào chỗ tập kết. Kìa các bác thấy bên kia mấy con nữa kìa. Đó. Bò về rất nhiều. Đây trên này có một con bò đang trên xe mà các bác thấy thuộc hàng khủng luôn. Cũng được bọc sùng. Đấy, chú bò này chưa xuống. Đây là một chú bò nữa lại được xuống sân đây. Số 11A. Chú này hăng, sừng dài. Đấy. Sừng cực dài luôn. Đấy à. Con này bé bé nhưng mà cũng rất hăng. Đấy. Số 17A. Đấy. Số 17. Đấy. 17A. Chú này đi rất là hiên ngang. Đấy. Không sợ ai. Dáng hơi tấp tí thôi nhưng mà anh rất là uy lực. Đấy, đang gầm ghè luôn. Đấy. Đây là khu vực sân khấu. Cái hàng rào mà để cách mấy cả rào chắn này là khoảng 2,5 mét. Đấy. Các chú bò sẽ được thả vào trong này. Đấy. Bây giờ ban tổ chức mới bắt đầu trải khăn trải bàn đây các bác. Thế mà người dân thì các bác đã thấy là đi từ 5 giờ sáng chở bò và hóng chờ đón xem những trận đấu bò kịch tính nhất. Bây giờ mới đang là 6 giờ 30 phút thôi sáng mà người dân đã tập trung hết rồi. Những cái chỗ để xe cũng đã chật cứng hết rồi. Đây là toàn cảnh khu vực sân vận động của huyện Bảo Lâm. Các bác thấy là các chú bò đã được cột vào các cột đó theo cái thứ tự của ban tổ chức, họ đánh dấu đấy, một vòng tròn từ bên này đấy, các cột kia đấy, các chú bò có số và họ dán những cái số vào cột và được cột lại để chắc là chờ cái phần người ta tổ chức trước, xong mới bắt đầu cái phần thả bò để cho bò du đấu. Tí nữa thì Thắng còn đang tìm cho mình để xem có một cái chỗ nào ngồi để nó thích hợp để xem hay không này các bác. Các bác biết rằng là trong cái nội dung cộng đồng của YouTube ấy, thì họ cũng có cái phần mà chọi chiếc này là nó cũng ảnh hưởng đến, nên là Thắng sẽ không quay sát được mà Thắng chỉ có đứng ở cái địa điểm xa để quay cho các bác xem thôi nhé. Đó. Tại vì quay sát này là ví dụ như con bò đây là quay mà sát khi hai chú bò húc nhau chiến đấu ấy, và cũng có thể là ảnh hưởng đến nguyên tắc cộng đồng. Nên các bác có thể thông cảm cho Tất Thắng. Nên Thắng chỉ có thể chia sẻ những cái hình ảnh từ xa để cho các bác biết được. Trước khi chọi bò diễn ra thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái chỗ để ăn sáng đã. Có cái gì ăn? Cần đồ ăn ở Cao Bằng này có cái gì hay? Đây chỉ bánh cuốn thôi chú. Bánh cuốn Cao Bằng.
phở này xuống dưới chân dốc kìa. À. Đây có gì ăn sáng chứ anh nhỉ? Có mèn mén xôi. Mèn mén xôi à? Không có phở à? Mèn mén xôi là như nào, món ăn như nào? Mèn mén với thắng cố sốt vang à? Vâng, đang mèn cho bát mèn mén với thắng cố là sốt vang là đây à? À bò luôn à? Vâng, đâu đâu cho bát mèn mén đi. Ăn mèn mén nhá. Mấy cả thắng cố nhá. Quá ngon. Đi xuống chân dốc thì xa lắm. Mèn mén là hợp khẩu vị của anh rồi. À được. Sự taxi dù rồi. À đấy ngồi chính là ngồi đây xem là hợp lý này. Xa xa tầm này thôi. Hôm nay lần đầu tiên ăn sáng mèn mén với cả thắng cố. À, có cả tẩu chúa à? À. Em ăn bát bao nhiêu thịt? Bát bao nhiêu là ấy? À, cho bát 100. Làm cho bát 100 nào? Ba người ăn. Đây à, thịt đây luôn à? Tưởng trong nồi kia rồi. Đây là cái gì đây? À, nồi kia nồi gì anh? Nồi canh. Canh gì đấy? Nồi gì đấy? Anh em đi chợ đông đấy nhỉ? À xin lỗi, đi chợ là đi xem chọi bò. Đông không? Đấy. Nhanh không hết chỗ ngồi. Thế múc vào luôn à? Cho trắng đi trắng lại, cho nóng đi ăn. Hai ba lần vào. À, quay lên nhìn chú này đẹp trai mà. Hay là đi chợ. Đồng thế. Chủ yếu là bà con người Mông nhỉ? Đi xem cái lễ hội này. Tình nhiều lần tôi nói bóng rồi. À múc nhiều lần à? Cho riêng bát nước nữa đi. Múc riêng cháu bát nước nữa. Mén mén đây ạ. Còn nóng không? À nóng. Khói ấm ấm. Cái này mén mén trắng nhá. Nếp nhá. Ngô nếp đấy. Ngô nếp đấy à? Vâng. Vào đi anh Sự. Mày nghe, cái nào mà để nó béo vào. Mời các bạn ăn sáng á, xong qua xem chọi bò. Nhỏ ăn sáng rồi. Đây là có white select luôn. Bò vẫn được chở đến đầu đầu nhiều bò thế nhỉ? Toàn bò to. Trên cùng này có một con nữa. Hai con. Xe to rồi, hai con. Hay là hết xe rồi phải chở xe to. Cho mấy cái thìa chú ơi. Ba thìa. Nào ăn thắng cố với mèn men. Alo đấy.
ăn đi. Mời các bạn ăn sáng đi. Cho cái thìa nữa chú. Cái thìa nhỏ. Đấy, ba thìa. Có thìa này thôi, không có thìa nhỏ. Thìa nhỏ. Đấy, dùng là theo đồng bào mình phải dùng cái này. Đồng bào dùng cái gì mình dùng cái đấy. Đúng rồi. Thìa đồng, này uy tín đấy. Đồng bào gì ăn gì tôi ăn đấy, được chưa? Rồi, ok. Cảm ơn các bác. Cái này cái gì nhỉ? Hạt nêm à? Làm nếu mà cảm thấy không không ngọt thì hạt nêm mì chính à? Hạt nêm mì chính với này. Cho hai ông ăn chấm cái này, bột riềng à? Ăn đi các anh ăn đi. Mời các bác nghe. Ăn mèn mén mới tất thắng này. Bác nào chưa đi mèn mén thì cứ đi vùng cao. Đây là bì bò à? Da bò. Mời các bác nghe. Mời các bác ăn sáng nhé. Món này là hơi bị ngon đấy. Nếp, mén mén nếp. Mềm lắm. Mời các bác nghe. Hôm qua bỏ được chín luôn. Ngon đấy. Anh mời hai em. Được không? Được. Mời các bác ơi. Ăn mèn mén bên thắng. Buổi sáng. Ăn hết quả đồng bào. Thắng đi từ 3 giờ sáng lên đến đây đấy. Để quay được cái chợ bò. Chợ bò này thì hiệu quả thật là đúng như lời đồn. Người dân đến đây quá là đông. Thắng vẫn nói rằng là sự thành công của một lễ hội là phải đóng góp của người dân. Họ thấy thích thú và họ thấy thích. Đấy. Mà họ đến họ xem và họ cổ vũ thì nó mới hay. Chứ còn một lễ hội mà để cho một ban tổ chức, chỉ có mỗi ban tổ chức và các diễn viên thì không có gì là thú vị cả. Đó là hội là phải đông và phải có sự đóng góp của người dân đông. Đó. Quần chúng nhân dân thì lễ hội đó mới thành công cả. Thì qua đây các bác nhìn thấy ở bên ngoài đã chật kín hết khu vực sân vận động rồi đấy, mà người thì vẫn cứ ở đâu đang ùn ùn đổ về không cản nổi. Được không? Ngon. Ăn này nó mới no. No lâu. Trưa không phải ăn nữa. Trưa không, mình ăn cơm, không ăn cơm nữa. Này no được cả ngày luôn á. Đa phần là bà con xem xong xong là bà con vào luôn ăn đúng không? Ngọt thịt. Thịt ngon mà, ăn thịt đi. Thịt nhiều mà. Thịt mềm lắm. Bò ấy. Bò mổ hôm kia đấy. Bò mổ hôm nào nhỉ anh nhỉ? Hôm kia à? Hôm kia rồi. Kia nhỉ? Thịt này là cho ở tủ lạnh nay mới làm. Cho tủ lạnh nay mới làm à? À được á. Tại vì hôm qua đi thịt một con nữa nhưng mà hôm qua dưới bảo là thịt nhiều quá. À thế mà 4 con thì tươi đấy, tươi đấy, bò tươi đấy. Chứng tỏ em thắng là biết bò thịt từ hôm kia rồi anh nhỉ? Ăn phát em biết luôn. Anh cái bản này anh đi rồi. Quá chuẩn luôn gì cả. Đấy, chuẩn luôn mà này. Đầu tiên là ăn mèn mén thấy cảm giác nào anh? Tôi ăn lần thứ 101 rồi. À. Có như là ăn quanh năm được. Ừ. Có canh được thì được đấy. À. Có canh là cũng ăn được đâu. Được. Cô cao là phải quán đấy. Không có phở, đây không phở, đây chỉ làm mèn mén thôi. Mèn mén ăn cố. Vâng. Ăn cùng bọn em à? Hả? Về phía bên phải của cánh gà
bò hạng A sẽ sắp từ số 1 đến số 3. Bò hạng A nữa, bò hạng B nào là ngay thấy đánh số A, B. B là loại nhỏ hơn. Ở phía bên trái dưới 4 tạ. Đề nghị các chủ bò có bò là hạng A và hạng B theo sự phân công của ban tổ chức. Hạng A là từ 4 tạ rưỡi lên. Alo. Đề nghị bà con nhân dân ở hai cái đến nhà mà ghế của thành công rất là biểu ấy thì dồn định bà con nhân dân là dồn sang một bên. Tất cả các ghế này là đều dành cho các đại biểu. Đề nghị bà con là tìm cho mình là một cái chỗ nào thuận lợi nhất để ngồi để xem. Mình cũng phải đi tìm một cái chỗ thuận tiện nhất để xem. Đây này đông hết rồi. Trèo hết cả lên hành lang cánh gà là ngồi hết rồi. Hai bên cánh gà ghế là dành cho đại biểu. Xe cộ xếp dọc hết từ kia ra đến hết lưng Trường Dốc. Tìm cho mình cái vị trí để thuận lợi nhất để xem. Sắp xong chưa? Đấy, đây có cả cô gái nướng xúc xích nữa này. Xinh thế này hẳn nào các ông cứ ngồi trong kia ăn để ngắm gái. Rồi ơi. Bao tiền cái xúc xích em? 5.000 à? Sáng giờ bán mấy cái rồi? Em không biết. Chưa hay là chưa bán được cái nào ông lại đến ám quẻ tôi đây. Em người đây luôn à? Em ở đây ạ. Em bao tuổi rồi? Tổng 20 tuổi. 20 á? 25 tuổi rồi. À thế cũng có tuổi rồi. Có gì hết rồi đúng không? Đấy, gái xinh các cụ. Chào bà nhá. Đây bà đi xem chọ bò. Đấy. Các bà, các chị, các em ngồi các kiểu, các hướng xem chọi bò. Lượt 1, lượt 2. Đây là cái khu mà xa nhất nha các bác nha. Còn đây đấy. Các góc lớn kia thì chen chúc nhau luôn, không có chỗ mà ngồi. Đây dán Akido rồi mà vẫn đi xem này. Đang sốt rồi vẫn đi xem nữa. Bây giờ máu đến mức độ máu đang sốt thì vẫn đi xem. Đấy các chị em đứng xếp hàng. Đấy. Người già, người trẻ, các anh, các chị em nữa là ra đây đấy. Rồi xem. Chọn bò đấy. Bà nữa, bế cháu để xem chuẩn bị những chú bò hay nhất ra chọn. Đang chen vào khu vực gần như là đông nhất để cho các bác biết được. Bà con du khách là đang chen chúc nhau. Có những người họ đi nói rằng đi ra đây khoảng 50 cây số để xem lễ hội chọi bò này. Đề nghị tất cả là bà con du khách lễ hội chạy bò ở hai cái bậc thang đi xuống dưới sân khấu, đề nghị chúng ta di chuyển lên chỗ khác. Đi từ rất xa xôi ra đây. Đầu xuân năm mới thì em ra đây xem lâu chưa? Đây à, từ mấy giờ đi? 5 giờ. Nhà cách đây bao xa? Hả? Mấy bao nhiêu cây? Đây à? Không biết bao nhiêu cây. Và đi từ 5 giờ ra đây. Tuyệt vời. Các bạn biết rằng là họ thích thú và xem lễ hội như thế nào. Đây bò được cột vào đây. Ban tổ chức xin thông báo lịch thi đấu chọi bò năm 2023 như sau. Trận thứ nhất chủ yếu là đứng trên hàng thứ hai và hàng thứ ba. Bò số 8A Vương Văn Trinh chọn bò số 1 A Hồng Văn Lanh Trần Thành Lâm. Trận thứ hai bò số 18B. Đây bánh gì này nhỉ?
Bánh da lợn à? Ờ. Da lợn thì dán hết. À. Làm bằng da lợn luôn á? À. Này là bằng bột cá. Làm bằng gì nhỉ? Ờ. À. Cái này bán nào? Để em bán 10.000 4 miếng anh. Đây à, 10.000 4 miếng như này. Cắt miếng nhỏ hơn à? Vâng. Vì cái này cái công làm là nhiều nguyên liệu nó cũng đắt. Đây à? Đây là 10.000 4 miếng như này à? Vâng ạ. Làm một miếng nhá. À, Thắng ăn một miếng này để lần đầu tiên Thắng được ăn bánh da bò. Cảm giác nó như kiểu là bánh gì nhỉ? Bánh gì anh? Bánh su xê đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Không khác gì bánh su xê. Thực ra su xê thì nhân ở giữa đỗ xanh là họ không xay ra. Đây à? Cái này là em xay ra rồi. Đây à? Ở giữa là mình xay ra. Xay từ dừa với đường. Làm miếng lên nhá, bánh rất ngon. À. Ngon như bánh su xê thật. Còn quá. Ăn mát mát nhỉ. Làm cả từ có cả đỗ à? Cái này á. Cái dưa này là đỗ ở trong rồi đấy. Đỗ xanh và dừa. Ngon quá. Thế mới đầu nói là không cho bán mà. Sao không cho bán? Bán bình thường có gì đâu. Chị đi hỏi mọi người bảo đông khách này thì họ đến họ ăn cái gì? Đúng không? Bán thì giữ vệ sinh là được. Đúng rồi. Mình bán giữ vệ sinh sạch sẽ. Bánh này bán như nào hả Lan ấy? 10.000 4 miếng. Ăn khỏe thì 10.000 5 miếng. Bánh ngon đấy. Tuyệt vời. Thắng vừa mở hàng cho chị ấy. Chúc chị đặt hàng. Đây là kia cũng là một cái khăn của người dân tộc Mông, họ quấn đầu. Rất là đẹp. Trang phục. Đây. Đi nhớ. Sắp diễn ra lễ hội đây. Bò, bò đang được lên danh sách và để đưa bò vào khu vực tập kết. Số 153, chủ bò Hoàng Văn Tà thị trấn. Và trận thứ 8, và trận thứ 12. Bò số 22, chủ bò Lý Văn Sùng gặp bò số 4A, chủ bò Đào Văn Sùng. Bò đầu tiên, cặp thi đấu đầu tiên. Của bò 8A của Vương Văn Vinh đến từ xã Bông Vân sẽ gặp bò 4A của Hồ Văn Lạnh đến từ xã Thanh Lộc. Như vậy hai chú bò đang cho hai chú bò vào sân để chuẩn bị cho trận thi đấu đầu tiên. Chú bò 8A của Vương Văn Vinh đến từ xã Bông Vân bắt đầu được đưa vào sân. Trong khi đó thì bò 4A của Hồ Văn Lạnh của xã Thanh Lộc đang 470 cân. Chợ bò này nó có một cái giá trị để cho bà con trong cái động lực phát triển kinh tế, nuôi giống bò địa phương, đấy, sinh sản, rồi là có những cái con bò lớn, bò to. Đó. Các bác biết là đang được đưa bò vào trong sân rồi. Đấy, bò đã được đưa vào sân và các bác biết rằng là cả cái sân vận động đã chật kín. Đấy. Bò đang được thả ra để bắt đầu cho thi đấu. Đấy. Bác nhìn thấy giải bò loại A thì là giải đặc biệt là trị giá là 15 triệu. Loại B thì giải đặc biệt giải nhất là 10 triệu. Và bò thì chia sẻ video live để lan tỏa sự vui đồng của không khí đại hội.
trong chương trình tổ chức đại hội dân tộc Mông và lễ hội chợ bò thì các bạn thấy là 2023 bò đang đưa vào nhưng mà mãi chưa thấy chọi, tại vì nhìn thấy nhiều người đông quá, đang hoảng, cân bằng về cân nặng, vẫn đang gầm ghè nhau, chưa thèm, chưa húc. Hai con bò đều là bò đen nhé các bác nhé. Hai bò không chịu húc, đó. Và các trọng tài đang thúc bò, vào thúc bò. Hai chủ bò vẫn đang cho bò vào húc bò. Và va chạm đầu tiên của trận đấu. Một chú đã không chọn rồi, bỏ đi rồi. Một A đã bỏ ra ngoài. Là một pha ba chuyền nhẹ nhàng ở đấu đầu tiên. Lượng người đổ về đây quá đông các bạn ạ. Các bạn biết rằng là đồng bào người Mông rất thích chọi bò. Lễ hội chọi bò này được diễn ra từ năm 2008 của huyện Bảo Lâm và được duy trì đến giờ. Giải bò này thì các bác biết rằng là bò nó không như trâu, trâu vào cái là sục ngay, húc như trâu mà. Bò thì không húc như các bác nhé, vẫn đang gầm ghè nhau và hai bên chủ bò vẫn đang, có thể là do lượng người đổ về nó đông quá, bò nhìn thấy hoa hết mắt rồi. Đang rất mong chờ đến những nhập cuộc của hai chú bò. Bò không chọi. Vâng thưa quý vị, hai chú bò đầu tiên vào trận rồi, nhưng hình như cả hai đấu sĩ bò của chúng ta đều rất dửng dưng, mang một tinh thần vô cùng hữu nghị đúng không quý vị? Không chú bò nào chúng ta đi đánh trước. Rồi, chú bò Mona đang tỏ ra khá bất bình tĩnh và chưa dám vào. Hai huấn luyện viên vẫn đang rất nỗ lực để cho hai chú bò có thể có những pha va chạm đầu tiên. Hai chú bò vẫn tỏ ra khá thân thiện với nhau. Toàn đã cùng chờ đón tình huống này, mong rằng tình huống này có thành công hay không. Sáng đó là Mona đang tỏ ra khá ngại ngùng, vẫn đi vòng quanh và chưa dám xông vào. Không chọi rồi, phải không bác? Sợ rồi. Mấy cả đông người quá là nó hoảng, không quen. Trong những tình huống như thế này thì có lẽ như châu vào cuộc. Như vậy trọng tài đã quyết định đó là phần thắng thuộc về 8 bạn. Chú bò Mona đã tỏ ra sợ và không dám tiếp cuộc và chiến thắng rất nhẹ nhàng, không tốn một chút mồ hôi nào của chú bò 8A. Và xin chúc mừng cho Vương Văn Thịnh đến từ xã Mông Ân với chiến thắng đầu tiên và lọt vào vòng trong. Và quý vị các bạn thân mến, ngay chỗ này xin mời quý vị các bạn đến với đây. Đứng ở phía này thì các bác thấy là người cũng đông như mắc cử đi xem chọi bò. Đó là chú bò 16A của Hoàng Văn Dìa đến từ xã Mông Ân. Chú bò nặng 480 kg. Bò nặng 480 kg, các bác biết là bò to như nào. Lượng người đổ về vẫn đông. Lượt thi đấu đầu tiên thì đảm bảo cho sự công bằng, ban tổ chức đã tổ chức chung cân các chú bò. Và trận thi đấu thứ ba này thì chú bò 16A của Hoàng Văn Dìa đến từ xã Mông Ân nặng 480 kg sẽ gặp chú bò 10A của Vư A Rè của thị trấn Bắc Miều cũng nặng 480 kg. Chú bò 16A của Hoàng Văn Dìa của xã Mông Ân không còn chỗ đứng nữa các bạn. Cây cối ấy. Vừa ngãy cây kia là có một người, bây giờ cây này hai người, dưới cây kia hai người nữa và đang tìm thêm những cái chỗ nữa. Và các bác biết là đặc biệt là những cây trong này này, trèo hết cả cây, cả đàn bà phụ nữ chơi hết, trèo hết đây. Không còn chỗ đứng, ô tô xe máy các loại đứng hết cả lên nóc ô tô.
Thắng thì cũng đang đứng trên một cây. Bạn có thể thấy trên sân lúc này cũng có 16A của Hoàng Văn kìa, đi từ Bắc Văn đang tỏ ra rất thoải mái và chuẩn bị sẵn sàng cho trận thi đấu. Một tâm thế rất sung mãn mà chúng ta 1A không dám vào cuộc. Rồi. Về thôi. Bỏ không. Vâng, thế thôi. Bỏ là không đánh. Chán quá. Rồi thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Và các bác biết rằng bò ở đây thì rất nhiều những chú bò to, bò đẹp, bò khỏe. Có thể những cái đôi sau thì họ chọn nhiều hơn, nhưng mà thắng chia sẻ được hình ảnh vậy thôi, vì thắng còn phải đi mèo vạc rồi. Lượng người cũng đổ về đây rất là đông. Bò đấy những cái con bò đã được đưa lên và đấy, đang chuẩn bị đổ hết rồi này. Bò này, một số khán giả trèo lên cây rồi, một đôi bò kia nữa. Đây là vừa nãy là cặp A, bây giờ cặp B. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Các em bé cũng có biết gì đâu, cũng cho đi chọi bò. À, và chọi rồi. Cũng luôn. Bò đen thua. Người vẫn đổ về âm âm. Có anh thấy người đi. Người vẫn cứ dồn về, vẫn cứ đổ về. Người vẫn cứ đổ về âm âm đấy.